tớ và hàng 57 kg. Giữa vận động viên của đội tuyển Thái Lan trong trang phục màu đỏ và vận động viên đội tuyển Singapore trong trang phục màu xanh. Thank you.
hai vận động viên tặng giải nào. Oh!
Các vận động viên đạt huy chương đạt bảng đồng ở hạng 50 kg.